Alo cả nhà, thì bao nhiêu ngày chờ đợi thì iPhone 16 đặt về rồi cả nhà. Thì đây mình gửi về ba cái, hai cái 1T và một cái 512 này của em mình. Còn này là của mình chưa có khui nè. Đó, đây là cái iPhone 16 Pro Max 1T nha. Đây 1T đây nè. Ở đây là 1T. Cái chữ nhỏ xíu mà không biết cái nhà thấy không nha. Giờ mình sẽ là cái giờ này là giờ phút hồi hộp khui tem, bóc tem cả nhà. Trời rung quá à. Rồi mình sẽ dán ở đây chứ đi. Đó. Giờ bây giờ ở dưới đây. Đó. Tên, trời ơi, chảy nước miếng, wow. Cái mùi nè, trời ơi, nó thơm, thiệt là thơm luôn cả nhà ơi. Thì, wow, nó nhẹ hơn nha. Mình hiện giờ mình đang xài cái 14, thì 14 Pro Max này để mình coi nó nặng hơn bao nhiêu không nha. Cảm giác của mình coi. Wow, cái 14 nặng hơn cái 16. Đó. Thì đây, bây giờ tới cái hồi lúc bốc cái nè. Wow, màn hình nó tràn ra phía đây luôn. Để coi cái màn hình của thằng 14 coi. 14 thì nó còn hơi dày cái viền. Đúng là xem review rất là nhiều. Ngày hôm nay mình mới cầm trên tay nha cả nhà. Rồi đã quá. Mà chưa có mở nguồn đâu. Tại vì mình để chút xíu nữa. Khi mà mình mở nguồn xong rồi mình truyền dữ liệu qua nó lâu lắm nha, nó truyền mấy tiếng đồng hồ luôn, nhỏ em mình truyền mấy tiếng đồng hồ luôn. Thì trong iPhone đập cái hộp trong iPhone 16 Pro Max thì có dây sạc bằng dây dù nha cả nhà. Chui là chui TC. Thì là mình biết iPhone 15 là chui TC rồi, là 16 vẫn là chui TC. Và cuốn sổ hướng dẫn thì năm nay nó mỏng hơn. Ủa. Cái đồ cắm sim đâu? À, quên nữa. Cái này là hàng của Mỹ. Nó là eSIM cả nhà, hàng chứ nó không tặng cái đồ cắm sim. Chút nữa mình sẽ ra mình làm cái e sim ha. Có nhiều người nói là cái này nó giống cái 12 Pro Max. 12 Pro Max mình xài rồi thì cái màu vàng của 12 Pro Max nó không phải màu vàng này, mà cái màu vàng nó sáng hơn. Còn cái này kiểu mà nó vàng hồng hồng, mà nó kiểu nó đẹp hơn đó nha, nó khác hơn nha. Rồi năm nay thì nhìn công nhận đúng đã luôn, rất là đã luôn. Em cảm ơn chị em nha. Trời ơi, còn hai cái này nữa nè cả nhà. Đó, tổng cộng là được ba cái nha. Mình đập hợp cái của mình thôi. Trời ơi, thật là sung sướng. Bây giờ mở nguồn mình hết à. Hỏi đi chút xíu mở nguồn, chút xíu mở nguồn đi. Mở nguồn lên luôn. Wow. Thì cầm rất là vừa tay luôn, chứ không có cái gì mà gọi là bự hơn chứ nha cả nhà. Rất là ok luôn á. Đang lên. Hello. Nó cho mình hết các ngôn ngữ luôn, rồi mình tùy hay mình chọn ngôn ngữ nào thôi. Xin chào. Mình sẽ chọn tiếng Việt nha cả nhà. Việt Nam. Đang cập nhật ngôn ngữ. Bình được rồi. Đang tìm kiếm thiết bị. Mình để vô cái thôi. Ok, sau lưu cái cao bình quanh đây. Định vào mẫu dòng trộn. Ok.